Xin chào cả nhà, hiện tại là Nhân đang đứng tại đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì từ cái vị trí này là nếu như ở đây cả nhà mình rẽ bên tay phải, mình chạy khoảng chừng 500m là mình sẽ gặp cái cầu nhỏ kêu là cầu TL9. Thì bên đó là nó thuộc Hóc Môn rồi, tức là nó giáp ranh Hóc Môn, từ Hóc Môn qua đây nó chỉ có 500m thôi. Còn cái hướng ngược lại là cả nhà mình sẽ chạy về thị trấn Hậu Nghĩa hoặc là đi về thị trấn Bến Lức của tỉnh Long An. Bây giờ Nhân sẽ quay cho cả nhà mình tham khảo một cái dự án. Nói chung là cái dự án này trước giờ là Nhân chưa có quay lần nào hết. Đây là lần đầu tiên Nhân xuống Nhân quay nha. Đây gọi là dự án Phúc An City. Phúc An City này là thuộc của tập đoàn Trần Anh Group, chủ đầu tư Trần Anh Group. Thì như mình thấy ở trong khu Phúc An City này thì sẽ bán nhà phố với lại chung cư và đất nền cũng có luôn nha cả nhà. Mọi người hiện tại đất nền đã hết rồi, không còn nữa, chỉ còn nhà phố với lại chung cư thôi. Tại nhân xin lỗi, chung cư cũng hết rồi, bây giờ mình mua lại thôi. Đây là cái văn phòng tổng của chủ đầu tư Trần Anh Group. Thì Nhân đang chạy là đường trục chính. Thì đường trục chính này đã bán cách đây khoảng hơn một năm, 1.5 năm rồi. Thì ở đây là đã giao nhà hết cho tất cả khách hàng rồi. Có một số căn là khách hàng đã vào hoàn thiện để ở, còn một số căn thì chưa hoàn thiện. Ở phía bên này là chung cư. Thì chung cư ở khu Phúc An City là nó có 8 lốc. Thì mỗi một lốc như vậy là nó khoảng 80 căn. Là tổng cộng 8 lốc là mình sẽ có 800 căn chung cư. Chung cư thì cái giá nếu như mình mua ở dưới tầng tầng trệt ở dưới thì nó khoảng 800 một căn. Còn mình lên diện tích là ngang 10m. Ngang 10m, dài 5m. Còn nếu như mình mua những cái lầu ở trên đó thì nó sẽ nhỏ tiền dần lại. Ví dụ như lầu 1 thì nó khoảng 350-400. Rồi lên lầu 2 thì khoảng 300-350. Còn lầu 3 thì khoảng 250-300. Còn lầu 4 thì khoảng 250-300. Tại vì bây giờ mình mua là mình mua lại thôi nha cả nhà. Tức là nó không còn nữa. Còn giá của chủ đầu tư hồi trước thì nó rất là rẻ. Ở phía sau này là mình cái quỹ đất thì của những cái giai đoạn tiếp theo thì bên phía công ty là mới săn lấp. Tổng cái khu này là 100 hecta. Hiện tại thì công ty đã triển khai và bán được 40 rồi, còn lại 60 hecta nữa. Và chuẩn bị trong vòng tuần sau thì bên phía chủ đầu tư sẽ mở khoảng 2 lốc nhà phố với diện tích là ngang 515 hoặc là ngang 517. Thì cái giá nó rơi vào khoảng 1 tỷ 7 tới 1 tỷ 8 một căn. Như mình thấy ở đây là nhà phố là với diện tích là ngang 5 và 20. Thì lúc trước là công ty bán với giá là 1 tỷ 9 một căn. Nhân sẽ chia sẻ thông tin sơ sơ cho cả nhà mình thôi. Còn Nhân cũng không có nắm rõ lắm. Tại vì hồi trước là không có bán cái khu này đó, nên là không có rõ lắm nha cả nhà. Mình chạy vào mình tham quan chung cư. Nói chung cư thì của mình là thấp tầng thôi, 4 tầng. Cái diện tích nó cũng nhỏ đó nha cả nhà, nó khoảng 20 mấy tới 30 35 m2 đổ lại thôi. Nhưng mà nó được một cái là nó có thêm một cái lầu á. Thì chung cái dạng như là chung cư xã hội đó, thì mình sẽ
đa số là mình bán cho những cái người dân mà thu nhập thấp. Lúc trước thì công ty, phía công ty bán thì công ty cũng có hỗ trợ thêm là cho mình trả góp, thì mình trả chỉ có 30% thôi, còn lại mình trả theo tiến độ. Nhưng mà bây giờ thì cũng được nửa tiếng đường rồi, và cái chung cư đó thì tầm Tết hoặc là qua Tết khoảng chừng 1-2 tháng là mình nhận nhà đó. Đây là công ty sẽ triển khai theo những đợt tiếp theo. Còn ví dụ như cả nhà mình có ai mà đã mua ở trong đây rồi đó, thì khi thấy video của Nhân thì có thể là nhắn tin cho Nhân, số điện thoại cho đồng hành hoặc là gọi điện cũng được, để mà ký gửi lại cái căn nhà phố mình đã mua trong đây. Thì giá cả thì này kia thì gọi Nhân thì Nhân sẽ báo giá cho mình, thì cái diện tích và cái lốc thì cái giá cả nó sẽ khác nhau. Nhân như bên đây là mình thấy cái lốc này là có hầu như nó hoàn thiện hết rồi, nhà hoàn thiện hết rồi. Thì theo Nhân được biết là cái chỉ có cái mặt tiền đường thôi, mặt tiền đường chính này là cái giá nó sẽ lên rất là nhiều, hầu như lên gấp đôi. Còn những cái lốc ở trong thì cái giá nó cũng lên, nhưng mà nó lên không có cao lắm, nó lên cũng vừa phải thôi chứ không có cao lắm. Ở đây thì mình thấy là cái kiểu như là cuộc sống phải nói là cũng khá là cao cấp đó. Như cái diện tích nhà thì nó cũng lớn, năm 15, năm 17 mà xây 2 lầu á, thì ở rất là thoải mái, ở nguyên một gia đình lớn luôn cũng được. Còn như mình thấy cái vỉa hè ở đây là nó tới 4 mét rồi nha cả nhà. Vỉa hè là cực kỳ rộng luôn. Nhân có quay những cái khu dân cư trước thì Nhân cũng có chia sẻ cho cả nhà mình đó. Thì ví dụ như là khi mình mua của chủ đầu tư á, thì hầu như là cái giá cả nó sẽ bằng nhau. Và quan trọng nhất là mình mua được cái vị trí nào á mà nó đẹp á. Thì do mình tới trước thì mình mua được vị trí đẹp, còn mình tới trễ thì mua những cái vị trí nó cũng vừa phải, nó sẽ không đẹp lắm. Và cái giá cả thì nó bằng nhau. Còn nếu như mà cả nhà mình mua lại á, thì cái giá cả nó là nó vô chừng, tức là nó rất là nhiều cái giá cả khác nhau, bởi vì sẽ tùy thuộc vào cái người ký gửi, người bán. Nếu như mà người ta muốn bán nhanh á, tức là người ta phải kẹt tiền, người ta muốn ra hàng nhanh á, thì người ta sẽ ký gửi với cái giá nó vừa phải, chấp nhận được. Còn ví dụ có khách hàng người ta sẽ người ta không kiểu là ta không cần gấp lắm á, thì người ta sẽ ký gửi cái giá khá là cao. Thì cho nên là khi mình vào những cái khu mà nó đã hoàn thiện, hoàn thành rồi á, thì lúc đó mình sẽ tìm hiểu nhiều sale hoặc là nhiều anh chị cò môi giới để mình có được cái giá nó tốt nhất. Như ở đây là mình thấy là công ty cũng đang săn lấp luôn, thì sau này là công ty sẽ mở thêm nguyên một cái khu vực này. Thì từ ở vị trí này là nó đâm thẳng qua bên tới bên cái khu tái định cư Xuyên Á, là nó qua tới bên kia luôn, rất là rộng như cả nhà, 100 hecta. Ở đây mình thấy căn nhà trước mặt của mình là hoàn thiện rồi, xe hơi rồi chạy vô nhà thoải mái luôn, bởi vì cái diện tích đó rất là rộng, ngang tới 5 mét luôn. Và hồi nãy thì Nhân ngồi cái quán cà phê mà mặt tiền đường đó, thì Nhân hỏi cái chị để hoàn thiện cái nhà của chị á, thì nói chung là cũng tùy theo cái gói vật liệu thôi, thì cái giá cả khác nhau. Nhưng mà cái căn của chị này khi mà Nhân nhìn vào thì thấy khá là ok, khá là đẹp, mà chỉ hoàn thiện với cái giá chỉ có 300 triệu thôi. Tức là ở đây khi mình mua căn nhà thì nó rơi khoảng từ 7-8, thì mình hoàn thiện khoảng 300 hoặc 400 nữa thì rơi vào khoảng 2.1-2.2 căn thôi. Mà với cái vị trí này thì mình đi làm Sài Gòn rất là ok, rất là thoải mái, bởi vì nó khá là gần.
từ đây lên tới chỗ khu công nghiệp, khu công nghiệp Tân Bình đó cả nhà, là nó rơi vào để em coi khoảng 17-18 cây số đó, chạy rất là thoải mái. Sân tennis. Thì khi mà mình mua nhà phố ở ngoài kia mà cái chung cư này nó hoàn thiện hết 100%, có người ở hết, thì lúc đó là một cái lợi thế rất là lớn cho cả nhà mình, là sẽ kinh doanh rất là tốt. Rồi Nhân dạo một vòng cho cả nhà mình xem thôi nha. Thì bây giờ cả nhà mình hãy nhớ là nhấn nút đăng ký của Nhân. Nếu như ai chưa đăng ký thì hãy bấm nút đăng ký nha. Để Nhân sẽ cập nhật nhiều video hơn nữa về cái khu Phúc An này cho cả nhà mình cùng được biết và tham khảo nha. Còn ví dụ như ai muốn ký gửi thì cứ alo cho Nhân. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.